Đi sớm tươi. Chào chị. Miss Universe hai em. Đó. Dễ sợ. Hello chị, em là người giữa cổng nè, muốn đi trước rồi em. Thôi thôi. Em vô trước. Không, em vô trước. Ủa chị kia đi mình hả? Không, em mới tới mà. Chị kia đi mình. Chị đi hai mình. Đây hai mình. Trời ơi. Dễ sợ. Để cho chị để cái. Rồi xin thay chị. Nãy thấy đi trần rồi. Em dầm rồi. Cũng lông lộn. Em đưa qua chị luôn. Tiến, sao mày tới năm ngón tay chứ hả? Mà tính gì nè. Rồi, bóp nữa. Em cầm clip cho chị coi. Đập nha, nè, chim nhỏ. Ném vô chim nhỏ, rồi bay qua đây. Bay qua chim lớn là bay chim lớn á. Đúng rồi. Thấy chim sao, trưởng chim quay đây, chị quay qua lưng chị. Đúng rồi, trưởng nè, cái tay nè. 1, 2, trưởng. Tay này nè chị ơi. Trưởng. Trưởng, nhớ chưa? Làm lần luôn nha chị nha. Thấy không, ông trời không cho ai tất cả với chị nha. Cho bà đây xinh đẹp giàu có. Nhưng mà hả vũ đạo ấy nha. Dạ rồi, tay chân như vậy là. Chim nhỏ chim lớn nha, nhớ chưa? Tay chân là không ngang nha. Đây là máy vlog, còn đây là máy TikTok. Tính tóc quay, TikTok anh đây. Rồi, 3, 2, 1, từ từ nha. Chim nhỏ chim lớn nha. Rồi, 3, 2, 1, nha. Chưa chưa? Nè luôn. Chim nhỏ. Chị vô ai cũng làm được, có chị á thiệt á. Rồi 3, 2, 1 quay lại nha. Đây là chị quánh chồng á, cái này chị quánh ba á. Ủa mà anh? Thú vị này nó hơi trục trặc xíu mà không sao thì một người em đi được. Dạ bên em đi bên em phải cứu chị nha. Dạ nãy giờ là em xin thông báo là chị nhảy xấu nhất nãy giờ. Dạ mà nghệ sĩ mà em nhờ nha. Ủa kỳ vậy? Dạ. Chị bị bắt cóc vô xong gì? Em là chịu quá trời quá đứt luôn à. Trời không có không sao, đẹp mà được. Trời ơi, trưởng thì giống như cô Lý Hông vậy. Vậy lát nữa em sẽ gửi cái xuồng này qua chị, nhớ đăng giùm em nha. Chị có chơi top không? Thiếu luôn. Em lập cho chị kênh TikTok giùm anh. TikTok là TikTok à. Có bao nhiêu điểm follow em? Mạnh không? Có tích 1 triệu follow. 1 triệu follow tuyệt vời. Là nhiều hả? Nhiều, chứ đừng có mặt khẩu gì đây, lát bên em tự đăng luôn. Không biết follow. À không bị follow đúng không? Ok, 8M, 10M. Ok, mạnh nha. Follow không ai coi đó. Dạ, không ai coi đó. Là chị có người coi hả? Có người coi đàng hoàng. Ok. Em nghĩ chị mua. Ôi, chị mua không? Không, chị còn chưa biết đó luôn mà. À, giờ là team chị chơi. Team chị chơi. Tuyệt vời. Đầu tư mạnh. Okay. Có đầu tư không? Có đầu tư luôn. Có đầu tư đàng hoàng. Điển hình luôn, ok chị. Tại sao đây chị muốn đẹp ở ngoài, muốn xấu vậy? Chị nhờ cắt cả đơn muốn đi thị đúng không? Thế thôi. Thế muốn edit. Muốn edit đúng không? Quá rồi. Làm lại. 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 Nè mở nhạc đi anh, nè chị dòm em nè, nè. Để chị coi lại coi có cái bản nào. Không, chị dòm em trước đi nè. Rồi, sao?
Lý Gia Kỳ. Dữ á. Ok, dữ á. Nhiều quá, nhiều quá. Nhiều quá. Nhớ đầu chim nhỏ, chim lớn, thấy chim trưởng chim. Má ơi, mà cái đồng này mà chị đồng chim. Được chưa? Rồi, lần lại cho chị cơ hội cuối cùng nha. Ok. Trời ơi, chị nhiều quá, chị ngại quá thế. Có đồng ngại, có em bảo vệ chị. Ôi, không, em bảo vệ kênh của em thôi, mà nguyên cái kênh này đâu ai bảo vệ gì đâu. Dạ. Họ đâu có ai biết đâu. Đúng chị hả? Họ có xóa gì luôn. Họ có xóa gì luôn nè. Vô. Rồi, tập trung nha chị ơi. Tập trung hả? Yeah. Em cảm ơn chị. Dạ. Em xin mạng phép không đăng cái này nãy giờ. Dạ, cái xe gì? Xe gì vậy? Ủa? Chị nhảy xấu quá mà chị không biết mắc cỡ. Không, không sao em. Sao? Trời nhiên nó lạ. Lạ. Tại vì bao nhiêu người nhảy đẹp chị nhảy xấu quá. Ok, đó. Em nhiên lên 1 năm em sẽ lên lít chị nha. Cảm ơn chị lên đó nhiều. Không, đợi em đi cũ lên. Ok, ok. Ủa chưa hả? Mày vô cho nó. Dạ rồi. Mày vô cho mày. Mèo vô cho xe. Đẹp đẹp. Tuyệt vời Kỳ. Tuyệt vời nha. Cảm ơn Kỳ. Bữa nay không sói ca, dễ sợ. Gì? Bữa nay không sói ca. Chụp mặt vô, chụp luôn được. Quý vị quan khách mỗi người một cái số, đó không phải là số trúng thưởng đâu ạ, đó là số bàn. Cả quý vị quan khách nhìn vào cái số của mình, sau đó về bàn của mình để ổn định chỗ ngồi. Ban tổ chức và tất cả các dân chú rể họ hàng cùng một đội ngoài. Dạ thưa, anh chúc mừng đấy chưa? Diễn ra tốt đẹp. Dạ thưa, đầu máy làm. Xin trân trọng cảm ơn. Che thấy không? Coi nè, máy chính người ta che quá vậy. Rồi chưa? Rồi, máy chạy. Hello xin chào mọi người, Diệu Lâm đây và ngày. Em chúc mình. Sao anh? Em chúc hả? Em chúc đó, em chúc hơi quạo, kệ, em kệ em đi anh ơi. Thì đó. Xin trân trọng thông cảm một cửa, chỉ con thì phục lừa thôi là mùi. Dạ, mình là Diệu Lâm, mình chúc cô dâu chú rể thật là nhiều hạnh phúc, con đồng, cháu đóng. Cũng như là hạnh phúc ê hề, sung sướng ban đêm, hạnh phúc ban ngày, vui vẻ, ê hề, mãi mãi hạnh phúc, yêu nhau đến đầu bạc răng đau lông, con đàn cháu đóng, đùm đề, xê. Dắp quá chút mà dắp quá về, giờ về edit nha. Dạ, chắc cần 8 khúc quá. Ok. Ôi, tôi vừa được 200 triệu đến từ Khánh Vân. Trời ơi, ở đó.
giờ bút con gỡ đó. Ok. Vâng. Tuyệt vời. Tiếp tục đi hành nghề. Vô tóc khác cái giờ nào tóc khác quá trời đẹp trai nè. Đưa này em. Chiếu slide đã sớm. Làm lộ. Nếu có được đi qua không thôi. Quan sát được rồi. Không cần phải đi qua đây. Nếu không có đi đường nào Tâm coi thử Tâm. Khen đồ đẹp lắm không? Mới thấy đồ kem đẹp quá. Có mới nhiều có người nhiều comment khen đồ kem hồi nãy rồi đó anh. Khen quá trời khen rồi đó. Bây giờ đồ này để làm một cái việc rất đặc biệt. Hốt con cô dâu lên giao cho thằng chú rể. Ý là mối quan hệ đặc biệt sao mà anh quyết định là mở màn chủ hôn cho nó nào hay. Mới thân con nhỏ này thôi à. Đi coi kịch. Cái nó dựng mất cười quá duyên quá rồi sao mà biết. Đó, anh Dũng. Không nghe sợ. Đó. Cái vô tình đi đám cưới của Jin. Cái nó nhào vô đó anh cho em gửi thiệp mời anh cưới nha. Cái mình cũng nói ok có gì đâu. Nói anh gặp anh nhớ dán giúp em một hai bài nha. Cái mình tự nhiên máu anh hùng nổi lên. Mày tính làm sao. Thế là nó kể là nó tầm thường. Quá dọn. Ở đây. Để tao bày cho. Thế là nó tràn qua nhà đó. Ở đây là cảnh trạng qua nhà à, hay không? Nhưng mà anh thấy sao mà những cái clip mà anh hát đóng cưới triệu view hòa mầm ở trên Facebook á, anh có đoán được cái bài này không? À, mọi người cái hay đồ nào với nâng hát đám cưới mất tiền mà thiệt.
xong rồi đi hát này, hát chùa, hát free, hát hát đờn, hát miệu. Nên là mọi người thấy ngạc nhiên. Với lại có những người nghĩ là Thuận Hưng ca sĩ chơi với ca sĩ, không nghĩ là ca sĩ lại chơi với kịch sĩ hay là diễn viên. Không có, trời thân lắm á. Nhớ bạn thân hồi nãy là bạn thân là em Minh Dự đó. Bạn sắp thân là Diệu Lâm. Đợt nay có tác nghiệp như anh hả? Đợt nay anh có tác nghiệp được không? Ai? Anh á. Trời, anh làm nghề nãy rồi mà. Cái là từ làm nghề nha. Từ mới từ của Diệu Lâm á. Diệu Lâm nó có nhiều từ hay lắm, học nó bắt chước xài copy thôi. Tụi nó copy, tụi nó cover hoài, nhưng cũng cover Diệu Lâm lại thôi. Nhưng mà hôm nay là anh đã đi trước Diệu Lâm một bước, 2-3 phút gì đó đó. Thường là đi sau mà về trước đó em. Chắc Diệu Lâm cũng tức hết. Anh nói cô dâu của mình hôm nay như thế nào? Cô dâu nè? Dạ, cô dâu của mình á. Cô dâu của mình hả? Không, cô dâu ngày hôm nay đẹp của mình. Em gan quá, em gan quá luôn á, Đạt nó quýnh anh với mẹ anh thôi. Cô dâu Phương Lan. Từ khi mà cô ấy có một sự can thiệp nhẹ đó, cô ấy xinh hẳn lên. Và nói chứ bình thường Lan đã đẹp rồi, mắt đẹp, miệng cười đẹp, tất cả mọi thứ đẹp. Thì càng ngày càng duyên dáng, dễ thương. Cô dâu nghe đẹp hơn chú rể nha, xác nhận. Đẹp hơn. Đây à. Anh gửi một lời chúc phúc cho cô dâu. Rồi, chúc nãy giờ chúc từ cửa ra vô trong này luôn rồi đó. Giờ chúc ở đây nhỏ. Ơn gì là một con lắm vì già, nội dòng Huế. Vì con lấy sự thống từ Huế của cô dâu đó. Thằng chồng á, thằng mời thằng chí hề. Không phải trong tên là đặc biệt rồi, nhưng mà mời MC là Mạc Văn Khoa. Mạc Văn Khoa nữa là Huế về Bắc ở là MC ý nghĩa ghê chưa. Nhưng mà tao bày kịch bàn ra đâu cho bà già nổi chi đó. Chúc phúc hả? Trời ơi, chúc cho hai em sẽ luôn luôn hạnh phúc, lúc nào hạnh phúc, ngày nào hạnh phúc, giờ nào hạnh phúc, trăm năm, ngàn năm, tỷ năm hạnh phúc, vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và sống với em bé. Yeah, cái đó là hạnh phúc nhất luôn á, thiệt luôn. Em hạnh phúc lắm, cả gia đình chồng họ, bản thân cũng hạnh phúc, đó là kết quả của tình yêu, hay lắm. Sắp tới là sinh nhật 11 năm của gia đến anh chúc.